Ok và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của An Phát Computer. Thế nhưng mình còn nhớ ở cái thời điểm này năm 2018 thì cái việc mà anh em build cho mình một dàn PC để có thể chơi game cũng như livestream một cách ngon lành được với mức giá là khoảng 11 cho tới 12 triệu đồng theo mình thấy nó là một điều không thể. Bởi vì trong thời điểm đó thì giá linh kiện máy tính nó còn khá là cao. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại thì giá linh kiện máy tính nó đã có một cái giá bình ổn đi hơn rất là nhiều rồi. Và đặc biệt thì trong thời gian gần đây thì AMD họ đã cho ra mắt CPU cũng như Vega thế hệ mới, thì những cái sản phẩm thế hệ cũ của họ nó đang có một mức giá giảm đi hơn khá là nhiều rồi. Vậy nên thì cái việc mà anh em build được một dàn PC trong ngân sách là khoảng 11 cho tới 12 triệu đồng để chơi game cũng như livestream được theo mình thấy nó là một điều anh em hoàn toàn có thể làm được. Và để chứng minh điều đó, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi xây dựng lên một cái máy tính với ngân sách vỏn vẹn là 12 triệu đồng và để phục vụ với nhu cầu chính là chơi game cũng như livestream. Trong khuôn khổ của sự kiện Computex năm 2019 thì ngoài cái việc mà AMD họ cho ra mắt CPU Ryzen 3 thế hệ mới của họ thì thứ theo mình thấy được rất là nhiều người dùng quan tâm đó là việc mà Ryzen 5 2600 được giảm giá lên tới là 20%. Nó gần như là một trong những món hời trên trời dưới xuống dành cho một chiếc CPU với 6 nhân và 12 luồng, hoàn toàn có thể đáp ứng tốt cho anh em được rất là nhiều những cái tác vụ sử dụng hàng ngày, ví dụ như là đa nhiệm hay là livestream ở trên chiếc CPU này. Linh kiện tiếp theo sẽ là về mainboard, và để cung cấp được hiệu năng cũng như điện năng cho Ryzen 5 2600 thì chúng mình đã lựa chọn ở đây một chiếc mainboard sử dụng chipset tầm trung là B450 của Asrock. Dù chỉ có mức giá là 1,5 triệu đồng, tuy nhiên thì B450 Pro 4 nó vẫn đem đến cho chúng ta một cái hiệu năng khá là tốt. Và cái điểm đáng chú ý nhất ở trên chiếc mainboard này là nó sẽ được trang bị hai cái phần heat sink khá là lớn để tản nhiệt cho VRM. Như anh em đều đã biết, để có thể chơi game và livestream được thì tối thiểu chúng ta sẽ phải cần là 16GB RAM. Vậy nên thì thay vì một thanh RAM khá là quen thuộc của chúng ta thì hôm nay mình đã lựa chọn đây là hai thanh RAM Corsair LP8 với dung lượng là 8GB và bớt là 2666MHz. Với việc lưu trữ game cũng như là cái win thì chúng mình đã lựa chọn đây cho các bạn là một chiếc ổ cứng SSD SATA 3 với dung lượng là 240GB. Tuy nhiên thì mình cũng khuyên các bạn cũng không nên tin tưởng quá nhiều vào 240GB, mà anh em có thể đầu tư thêm một ổ cứng với dung lượng khoảng 1TB nữa để có thể lưu trữ một cách khá là thoải mái nhất ở trên bộ PC này. Một linh kiện cũng khá là quan trọng đó là Vega để có thể giúp cho anh em chơi game và livestream được ở trên bộ máy tính này. Và nó được sử dụng ở đây là chiếc Radeon RX 570 phiên bản 8GB RAM. Về các mặt hiệu năng của những chiếc card đồ họa AMD 8GB RAM hay là 4GB RAM như con 570 ở đây thì nó sẽ không có một cái sự phân cấp về cái mặt hiệu năng so với lại những chiếc card đồ họa của Nvidia, ví dụ như là GTX 1060 3GB hay là GTX 1060 6GB. Tuy nhiên thì với việc mà nó được trang bị 8GB RAM thì nó sẽ giúp cho anh em có thể chơi được những cái tựa game nặng, đặc biệt là ở trên độ phân giải cao, mà cái hiện tượng drop FPS nó sẽ không xảy ra ở trên những cái card đồ họa có mức VRAM cao như thế này. Và hai linh kiện cuối cùng góp mặt ở trên bộ PCIe Streamer 1 này sẽ là nguồn cũng như là vỏ cây, thì nó sẽ đều đến từ nhà xuất là Sigmatech. Đầu tiên với bộ nguồn là Sigmatech X-Power 2 công suất là 550W và cuối cùng là vỏ cây Iris Black. Về cái mặt thiết kế của vỏ cây này theo mình thấy nó khá là giống với lại một số những mẫu vỏ cây của NZXT. Anh em sẽ có một cái thiết kế khá là vuông vắn, và đặc biệt thì ở bên phần cạnh hông này anh em chúng ta cũng có thêm một cái phần được làm bằng kính để giúp cho chúng ta có thể show được những cái linh kiện bên trong của bộ cây máy tính này. Vậy là vừa rồi thì mình đã cùng anh em điểm qua tất cả những cái linh kiện góp mặt ở trên bộ PCIe Streamer 1. Về cấu hình nó ấn tượng là thế, tuy nhiên hiệu năng mới chính là thứ mà anh em chúng ta quan tâm. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thẳng vào phần trải nghiệm hiệu năng để xem với cấu hình là Ryzen 5 2600 cũng như là Radeon RX 570 nó sẽ có thể giúp cho anh em vừa chơi game vừa livestream được hay là không nhé.
Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau xây dựng cũng như trải nghiệm về mặt hiệu năng ở trên một bộ kê máy tính chỉ có mức giá vỏn vẹn là 12 triệu đồng. Tuy nhiên thì nó vẫn có thể đáp ứng tốt cho chúng ta về cái mặt hiệu năng trong quá trình khi mà chơi game cũng như live stream một cách khá là ngon lành. Vậy thì anh em nghĩ sao về bộ PC này? Đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận cho mình cũng như các bạn xem video này biết. Còn video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích đừng quên ấn like, share video này và nhớ ấn vào nút đăng ký để theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại channel YouTube của Alpha Computer. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video kế tiếp.